Xin mến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em gia Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 9 tác phẩm truyện đang rất hay, hấp dẫn và gây cấn của tác giả Bùi Ngọc Phúc, tác phẩm truyện Linh Sơn Cổ Tự. Hôm nay đã là tập 9 rồi và không biết quý vị khán thính giả có cùng nhận định với Đình Duy hay không? Đó là thường trong các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì việc khắc họa cá tính và đặc trưng của nhân vật nó rất rõ ràng. À, khiến cho chúng ta thể hiện rõ được cái tình cảm đối với nhân vật trong à, tác phẩm có thể là yêu có thể là ghét hoặc chỉ là có cảm tình thôi có cảm tình với cả nhân vật mặc dù à, cái hành động của nhân vật nó có thể hơi thiên hướng về à, cái phía phản diện một chút à, không biết quý vị khán thính giả trong tác phẩm linh sơn cổ tự thì à, có ấn tượng với à, nhân vật nào thì quý vị có thể à, để lại cái phần à, comment của mình để à, đình duy và tác giả cùng à, theo dõi và chia sẻ với à, quý vị khán thính giả À, không để mất thêm thời gian của mọi người chúng ta đến với tập 9 linh sơn cổ tự ngay sau đây sau vụ cháy được nửa tháng khi mọi công việc sửa chữa đã hòm hòm bà hợi ngồi chơi cùng cậu con trai bé bỏng vẫn không khỏi dùng mình bởi nếu cả nhà ngủ tại gian từ đường hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc kể từ ngày hạ sinh quý tử bà chuyển xuống gian nhà ngang bởi ngôi từ đường là nơi thờ tự chưa kể ông nội thằng bé không đời nào hài lòng việc gái đẻ ăn ngữ trong đó. Họa phúc khôn lường là vậy. Cô mạnh đạt, không cành cang trên chập gỗ như ban ngày, nên tránh hít phải khói độc. Người ta nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng sai. Chính tại ngôi từ đường, bà được chứng kiến người cô chồng bị lôi về nhà hôm dỗ tổ. Sau đám tăng bất thành của bố chồng, bà thấy tên của cô chồng bị gạch khỏi gia phả. Khi hận thù chất chứa, Việc con ruột của bà bằng đầu độc mấy con trâu và phóng hỏa là điều tất yếu. Nếu tính gộp cả việc Trương Tuần Long bị người sợ cầm tấn vào xà lim, mối hận thù chẳng thể hóa giải, nên Nguyễn Thị Liễu quyết tâm trả thù họ ngoại cho bỏ cơn tức giận. Thấy con gái về chơi, bà hợi vội múc mắt trẻ sen để con ăn cho mát. Dù lấy chồng cùng làng nhưng khác thôn, con gái hiếm khi về nhà nếu không có việc cần. Hôm trước nghe tin nhà bị cháy, nếp xin phép bố mẹ chồng đào qua nhà xem tình hình. Dẫu sao, việc đó khiến cô chẳng ngủ nổi. Mong về là vậy. Việc đồng áng rồi gặp ngày dỗ ông nội chồng cũng đủ thứ việc không tên. Đến tận hôm nay, nếp mới thu xếp được thời gian. Làm dâu có nỗi khổ riêng khó nói. Mẹ chồng dù không cay nghiệt hay ác khẩu. Tuy nhiên, mỗi lần bà nói mát mẹ, đủ khiến cô thấy lạnh người. Sự va chạm là không tránh khỏi. Nguyên nhân sâu xa, bởi bà chưa thấy bụng con dâu lùm lùm nếp kể lại chuyện hôm trước thấy dưa chua ngon cô ăn cơm chọn độc món đó khiến bà mẹ chồng tưởng con dâu ngén nên mừng hụt khi biết mình bé cái nhầm bà nhắc khéo nếp về hỏi kinh nghiệm của mẹ đẻ vì sao sòn sòn dù tuổi cao trong khi con gái chậm đường sinh nở việc mẹ chồng nàng dâu khắc máu tanh lòng chẳng có gì lạ bà thơm biết nếp ở nhà được cưng chiều quen nên có chút ấm ức dựa vào ra thế họ trần con bà làm dâu họ tống sẽ một đời an yên không phải tự dưng con gái được về thăm nhà, sự thịnh suy nhiều khi quyết định thái độ. Bà hợi nhắc con gái nằm nghỉ cho đỡ mệt. Bà ngồi bên cạnh vừa bóc lạc vừa nói chuyện. Việc con gái chưa có tin vui, chẳng quá no đắng. Nhiều khi người chồng là nguyên nhân của sự chậm trễ. Bà khuyên con gái cắt mấy thang thuốc bổ của cụ lang dân để hai vợ chồng cùng uống. Dẫu sao nó không bổ dọc, cũng bổ ngang. Khi đàn cò bay về đậu ở dạng tre cuối vườn, bà hợi sai thằng mới kéo xe chở mười bao thóc theo chân con gái bị xóm đòi, Dù họ trần bị cháy một góc ngôi tù đường và kho thóc biến thành cho tàn, chưa kể mấy chục mẫu ruộng bị mất trắng không thu hoạch được do nước lũ. Tuy thế, số thóc dự trữ ở dãy nhà ngang vẫn đủ chi dùng cả năm, không lo đói kém. Mang 10 bao thóc biếu thông ra, thậm chí còn nhiều hơn số thóc hai họ lê và họ tống góp cho dân làng đận trước. Bà muốn ngầm nhắn gửi đến mẹ chồng của nếp, Nhà họ Trần chẳng ảnh hưởng gì, nên cần nhất là cách đối xử với con dâu. Nhìn theo bóng con gái đi khuất, Bà Hợi quay vào, chuẩn bị cho cậu con trai ăn cháo. Nếu so với con trai của người em chồng là Lý Hòa, con trai bà cứng cáp và lanh lợi hơn nhiều. Chứng kiến mọi chuyện của hai mẹ con, nhưng chưa tiện hỏi. Đợi hiệp thợ rời đi, ông cả hiền chép miệng. <laughs> con gái là cái bọn. Nhà vừa cháy xong, mình còn gửi biếu thông ra mười bao thấp. Tôi thấy hoàng quá. Từ ngày để cho nhà họ trần được thằng cu, bà hợi trả mấy khi hỏi ý kiến chồng và toàn tự quyết. Việc cho con gái trục ba thóc cũng vậy. Bậc chồng từ dạo nhát gan chẳng dám nhận chức lý trưởng, bà luôn hậm hực bởi đàn ông lúc nào cũng lo cúng dỗ như người âm lịch. Chồng bà, dù là trường tộc chỉ loanh quanh xó nhà nên tầm nhìn chẳng qua nổi bờ rào trước mặt. Là dâu trưởng, một năm lo cả chục cái dỗ lớn nhỏ, đặc biệt là dỗ cụ tổ hanh quận công và dỗ ông nội chồng là cụ phó bảng, đều vài chục mâm. Rồi dỗ bà chiêu phi, long trọng không kém. Người làng thấy bà mặc đồ lụa lại không lội ruộng, nghĩ là sướng. Họ đâu biết sống trong chăn mới biết chăn có giật. Dương bà chẳng thấy sướng dấu trường trong họ nên cụ cửa vinh là bố chồng thường ghé sang chỉ đạo nhiều lúc bà thấy cuộc sống có phần ngột ngạt thấy bị ca cầm chuyện trục mau thóc bà chép miệng bởi nếu chồng có tài kinh bang tế thế mười bao hay một trăm bao chẳng đến mức phải vân vi nhắc chồng xuống nhà ngang dùng bữa bà nhẹ nhàng nói nước mắt chảy xuôi là lẽ thường tình cuối năm gả con bé thì về làm dâu nhà người ta Thông gia tương lai nhìn vào mười bao thóc, đủ hiểu như mình ăn ở như bát nước đây. Làm dâu trưởng khi còn trẻ, làm mẹ lúc chưa đến 20 tuổi. Bà hợi chịu áp lực vô hình khi sinh liên tiếp ba thị mẹt như cách gọi của dân làng. Chính chồng đã tính đến việc lấy thêm vợ lẽ nhằm đổi vận. Đàn ông làng mật năm thê bài thiếp không nhiều, chủ yếu rơi vào những nhà có bắt ăn bắt đề. Họ trần giàu hơn nhiều họ khác nên chồng lấy thêm vợ lẽ là đương nhiên chẳng nói đâu xa bố chồng bà hiện đang sống với người vợ ba chỉ đáng tuổi con trai như vậy cảnh trung chồng sớm muộn sẽ xảy ra niềm vui sinh được con trai khiến bà đỡ cảm thấy áp lực ít ra ai về làm lễ chẳng dám vượt mặt khi bà có đủ nếp tẻ câu nói mẹ vinh hiển nhờ con tưởng chỉ dành cho trốn hậu cung của các triều đại ai ngờ nó đúng trong trường hợp của bà khi còn hai vợ chồng ngồi trong căn phòng ngay gần bếp bà hợi bất ngờ chất vấn Ông nhà mình lần trước tưởng chết đã khiến bao nhiêu chuyện xảy ra. Nguyên do bởi ai là người kế tiếp được quyền cầm chìa khóa kho báu chẳng thấy nói. Mình lờ đờ như ông từ vào đền. Tôi sợ ông chọn chú Hòa để giao lại. Để không đáp lời, thấy vợ xoáy mãi vào chuyện đó, ông cả hiền nói. Thêm việc khi tổ nhược người, cầm chìa khóa đâu có nghĩa là mở được. Bao đời họ trần đã hay mục sở thị kho báu như thế nào? Bà hơi quả quyết. Kể các cụ, sống tên lối cổ hủ. Mình nhận chìa khóa rồi mở xem sao kho báu chắc chỉ có hòm bạc với hòm vàng làm gì đến mức rời đánh thánh phật mà lo hão ông cả hiền từng được thân phục cảnh báo về việc bà vợ được đằng chân lân đằng đầu tuy nhiên sự tham lam của vợ bộc lộ rõ khi chú trọng vào việc mở kho báu xét về mặt nào đó ông thấy vợ mình tính hết y trang bà bàng là cô ruột bài học về việc tan cửa nát nhà của bà bàng chẳng cần nói ai cũng rõ chưa kể con danh liễu là em họ nhưng dã tâm phóng hỏa khiến ông chút nữa vong mạng Thấy bà vợ chỉ nỏ mồm chê bai, ông ngầm so sánh việc bà ba xoan đã gạt bà phơi sớm cho nỏ thóc dù còn chưa chín. Đận đó bà vợ ông bế con dài miệng chê đứng chê ngồi. Khi trận lột lịch sử xảy ra, ông ngẫm thấy bà ba xoan là con cụ nghè nên tầm nhìn khác hẳn. Bởi vậy dù vợ đã sinh hạ con trai, ông vẫn muốn lấy thêm một người vợ lẽ để cân bằng lại. Cái khó ở đây chẳng phải từ phía ông. Khi nào bà vợ nhận lời đội mâm lễ đi hỏi lẽ cho chồng, khi đó làng xóm sẽ bớt bàn ra tán vào, ngắm thằng cu con đang say rất nồng định mắng vợ vài câu nhưng ông kịp nín nhịn do muốn êm cửa ấm nhà nên ông bưng điếu bát ra ngoài hiên bắn một điếu ai dè tiếng bà vợ từ trong nhà nói vọng ra đúng là có cứng mới đứng đầu gió người như ông chả được tích sự gì nói lắm đâm phí nhởi cây muốn lạnh nhưng gió chẳng ngừng ông cả hiền ngồi bên ngoài nói vọng vào bà thêm câu nữa tôi dắt tay trả về túp lều nhà ngoại ngay tắp lự đừng ngồi đó mà nói sức ông dám Ông cả hiền gần giọng Nhà nào có gà mái gáy là có điểm gở Thử mờ mồm lậm ngôn tiếp đi. Bỏ mặc vợ đang dãy đành đạch như địa phải vôi ở dưới nhà ngang. Ông cả hiền quay lên ngôi từ đường ngồi trên sập, nhưng chưa hết tức. Hóa ra mấy lâu thân phụ nói đúng. Do tính nhu nhược nên ông bị vợ treo lên đầu lên cổ. Kho báo tổ tiên để lại đâu giống mấy bao thóc, thích cho ai thì cho. Các cụ đã dạy, thuyền theo lái, con gái theo chồng, bà vợ thích ngược dòng nước thì ông sẽ dạy cho bài học nhớ đời gọi thằng mới soi đuốc cho mình đi có việc không muốn hỏi ý kiến thân phụ như mọi lần ông sẽ ra tay sắp xếp lập lại trật tự kỳ cương ngôi từ đường họ trần để không phải xấu hổ với những bậc tiền nhân sau trận lụt kinh hoàng mọi hoa màu đều mất trắng khiến nhiều nhà đói vàng mắt dân làng mật ngoài hai đợt cứu tế chủ yếu do họ trần xuất kho phát thóc nhiều người lên huyện nhận phát trần do Tổng đốc Thái Bình quyên góp và gửi sang Bắc Ninh. Chẳng riêng gì làng mật, nhiều làng trong tổng vốn trụ phú là vậy. Hiện tiêu điều xác sơ bởi hàng trăm mẫu ruộng phải chờ nước rút để cày ải cho vụ mùa tiếp theo. Những ngôi nhà tranh vách đất bị hỏng được dựng lại. Ở quê vốn sẵn tre ngâm và rơm dạ, nhiều nhà hợp lực thay phiên nhau làm đổi công nên mọi việc tạm ổn. Khi đã có chỗ che mưa, che nắng, việc ngày qua hai bữa cơm độn khoai sắn với nhiều người là giấc mơ xa vời. Chẳng có gì ăn nên nhiều mái bếp hiếm khi đỏ lửa. Có nhà ngay khi gà lên chuồng, vợ chồng con cái liền chia nhau củ khoai củ sắn cho đỡ đói lòng. Rồi chen nhau ngủ vì thức khuya nhanh đói. Đúng nửa đêm, khi đám tuần đinh giả cẳng đi từ cổng nhật tới cổng hạ, từ thôn đông qua thôn đoài, rồi về đình làng ngồi nướng khoai và chia nhau ngụm rượu. Một bóng đen lặng lẽ qua cầu đá, hướng về ngôi cổ tự. Khi biết chắc mọi người đã ngủ say, bóng đen không trèo tường vào chùa mà hướng tới đền thờ bà Chiêu Phi, chẳng tỏ ra sợ hãi vì cây sung cổ thụ vẫn nằm vắt ngang đường và phát lộ hang sâu nơi bà tám bỏ mạng bóng đen đu tường trèo lên mái ngói dân hậu điện rồi bình tĩnh dỡ từng viên ngói đặt sang bên cạnh áng chừng khi đã vừa chỗ chui xuống y bẻ bớt các thanh ngang rồi thả mình từ trên xuống nền dân hậu điện sự xuất hiện đột ngột của kẻ đột nhập khiến đàn rơi giật mình vỗ cánh bay đi có lẽ đây là lần thứ hai lũ rơi bị pha đám như vậy không mất quá nhiều công bóng đen nhặt đoạn nến cháy dở trên bàn thờ rồi bình tĩnh châm lửa Y ấn đứng vào vị trí phía sau pho tượng để mở lẫy khóa đồng rồi đứng đợi tượng bà Chiêu Nghi từ từ quay ngược về hướng hậu điện. Pho tượng quay đến đâu, hai phía đá mở ra đến đó, không nhanh cũng chẳng chậm. Cầm ngọn nến chậm rãi bước xuống đường hầm, kẻ đột nhập không quên đốt thêm bó hương lấy trên ban thờ bà Chiêu Phi. Khi chạm chân xuống con đường hầm nhỏ, dù nước đã rút hết từ lâu, một lớp bùn nhão vẫn còn động lại khiến kẻ đột nhập chẳng thể đi nhanh được. Dừng chân ngay giữa đoạn đường hầm, y đặt thanh nến và một khe hở trên tường rồi cắm cả bó hương trước đống vải lùng bùng có lẽ do bị ngâm nước quá lâu xác chết chỉ còn bộ xương trắng còn bộ quần áo đã thành mớ rẻ rách lùng bùng dù trong hầm bí cộng thêm bó hương khiến không khí quánh đặc mùi nhang khói kẻ đột nhập vẫn thành tâm chắp tay khấn vái sau đó y cẩn thận cầm đầu lâu hoa cái và nhặt từng mảnh xương cho vào chiếc bị cói mang theo bên mình khi chắc chắn không còn bỏ sót màu xương nào, y lặng lẽ quay lại lối vào nơi hai phiến đá mở ra. Khi ẩn chốt, cho tường bà Chiêu Nghi từ từ quay mặt hướng ra bên ngoài và hai phiến đá khép lại. Kẻ đột nhập thắp ba nén hương thắp trên bàn thờ, y kính cần tạ lỗi vì đã mạo phạm trốn thờ tự. Lúc có tiếng chim lợn bay ngang qua, như vậy báo hiệu làng mật có người sắp qua đời. Không giống phường đạo trích, khi đã ngồi trên mái, bóng đen chẳng vội rời đi, cẩn thận lợp lại mái ngói rồi thả người xuống đất, cùng chức bị cói đựng bộ xương kẻ đột nhập năm trước. Nhằm tránh chạm mặt người đi soi ếch hay kẻ đánh rậm, bóng đen thoát ẩn thoát hiện rồi mất hút vào màn đêm. Y đi nhanh đến mức chó làng mật chẳng kịp sủa hóng. Sáng sớm tinh mờ, nghe tiếng say thóc dã gạo, tiếng cười nói của bà vợ cùng cô con dâu, thay độ tăng gật gù về hài lòng hiện rõ trên mặt. Dù chưa có siêu nước nóng pha trà như mọi bận, Hôm nay thời thể tất cho sự muộn màng do mọi người đều bận. Sau trận lụt kinh hoàng trăm năm có một, toàn bộ số lúa đến kỳ thu hoạch đều trôi theo dòng nước. Cái đó hiện hữu khắp nơi, khiến nước mắt của người nông dân trải thành sông. Mất mùa khiến giá thóc gạo tăng từng ngày, ở vào thời buổi gạo trâu củi quế. Tự nhiên được ông bà thông gia gửi biếu 10 bao thóc còn quý hơn vàng. Tạm quên đi sự nối tiếc về những mẫu ruộng là của hồi môn hụt. Thầy độ tăng tự an nổi chính mình, khéo có số dụng đó sẽ khiến thiệt hại do cây hái còn nhiều hơn khi ngôi từ đường họ trần bốc cháy thầy dự cảm khí số nhà thông gia sắp cạn ai ngờ họ vẫn dồi dào thóc gạo khi đôi lần xuất kho cứu đói cho dân làng hôm qua có việc bên xóm đông thầy lướt nhìn ngôi từ đường thay mái ngói mới còn mọi thứ trở về nguyên trạng nên đủ hiểu sự đồn thổi về kho thóc cháy thành than chỉ là những lời phóng đại chiều tối hôm xưa lúc con dâu từ xóm đông quay về nhà Thầy ngạc nhiên khi thấy có một lực điền kéo xe chở mười bao thóc vào tận cửa, khiến thầy cùng vợ chẳng thốt lên lời. Dù trong nhà vẫn còn vài bao thóc, theo tính toán phải ăn rẻ hà tiện, may ra khỏi cảnh vắc giá đi vay gạo. Nhà thầy xưa nay vốn tương cả gia bản, từ lúc xây nhà lập ngói được rất làng mặc nhiên coi ngang hàng với những nhà hào lý. Giả sử phải đi vay gạo, chắc lời đồn thổi sẽ lan khắp làng trên xóm dưới. Số tiền bán đôi lọ bách thọ năm ngoái, sau khi sửa nhà cưới vợ cho con trai, Thầy biết chẳng còn đại nhiều nên giao vợ bốc bắt họ bên nhà bà Lý Cựu là chị dâu. Vốn là người căn cơ, vợ thầy còn cho vay lấy lãi để tiền đẻ ra tiền. Nếu không, miệng ăn núi lở. Trà mấy hồi chẳng còn nổi một đồng trong nhà. Đang ngồi đợi nước pha trà, thầy trần nhớ ra cậu con trai Tống Hiên Bình lên huyện kiếm việc chưa thấy báo tin về nhà. Dẫu biết con trai không thể làm trọng thủy bởi bà thông gia sinh hạ được một quý tử, thầy vẫn hy vọng những lần đưa vợ về thăm nhà ngoại bằng sự thông minh trời phú biết đâu tống hiên bình chẳng làm được việc lớn quan trọng là thực hành chữ nhẫn bà đồ tăng sách siêu nước vừa sôi tráng bộ âm chén rồi pha trà bà không quên tấm tóc khen số tóc say được mè gạo ngon chẳng kém gạo tám xoan để không mang tiếng là người vô tình thầy đồ tăng nhắc vợ nếu đi trở làng gặp bà thông gia lúc đó hãy gửi lời cảm ơn để nhà người ta mát mặt lấy nhau bao năm có hai mặt con nếp tẻ đồ cả ngoài hai đứa cháu ngoại hiện bà đồ tăng mong có đứa cháu nội nối dõi tông đường dù mang tiếng sống thanh bạch bà vẫn biết mơ ước của chồng là có thêm bà vợ nữa ngày trước sống dưới ngôi nhà tranh vách đất không sao từ ngày xây nhà ngói cây mít và căn nhà ngang cho vợ chồng con trai và con dâu bà thấy chồng mình như biến thành con người khác thậm chí hồi đầu năm trong một lần uống rượu cùng con trai chồng bà chẳng còn bóng gió khi nói thẳng sẽ lấy thêm vợ lẽ đỡ đần việc nhà phận làm con nên con gái tống hiên hoa cùng con trai tống hiên bình chẳng dám phản đối giữa con dâu cùng con rể chỉ biết ngồi im nào dám ho he chuyện xưa đã qua đi giờ đây ông thông gia họ trần lấy vợ lẽ đâm khiến chồng bà sẽ đứng ngồi chẳng yên bởi việc này đàn ông nào tràn lòng và như lòng sung đang vui vẻ bởi say giã được hai thúng gạo ngon nghe nhắc đến thông gia tự dưng bà sầm mặt lại rồi mát mẻ ông thông gia sắp cưới thêm vợ nữa dù con cháu đầy nhà khéo ông phải nói gương không kém chút đấm khó chịu biết vợ nhìn cây nói quả dùng chuyện nhà thông gia để móc mỉa việc lấy vợ lẽ do mình lỡ mồm thông báo hồi đầu năm việc đã đến nước này chẳng cần úp mở thầy đồ tăng chuyên trà rồi thùng thằng nói đã đông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình thói đầu nói chuyện với chồng như nói với con dâu quyết không chịu lép bà đội tăng nói một cách lấn lướt vì sợ chồng theo chân ông thông gia họ trần lấy vợ lẽ rồi sau này khó sống trong lúc bà đang bù lưu bù loa chẳng biết vô tình hay hữu ý chiếc chén trên màn rơi xuống nền nhà vỡ tan vẫn ung dung tự tại thường trà thầy đội tăng điềm nhiên nói đừng thấy hổ không gầm chó hoang tưởng rừng xanh vô chủ tiếng trẻ con khóc khiến ngôi từ đường không còn sự yên tĩnh chưa kể mái ngói mới và tường sơn vàng làm cho chốn thờ tự mất đi vẻ rêu phong cổ kính. Dàn con trai leo lên sập ngồi, bà hợi muốn chứng tỏ vị thế con mình là người nối dõi họ trần. Thấy con trai toe toét cười khiến bà như nở từng khúc ruột. Dẫu sao bà thấy hà lòng hà dạ. Người vợ lẽ do chồng cưới về đã sinh hạ một bé gái. Khỏi phải nói nhìn sự thất vọng của những vị họ trần, bà vui mừng khôn xiết. Năm trước sau vụ cháy ngôi từ đường, Chẳng ngờ chồng sai người đi hỏi cưới vợ lẽ chẳng bàn bạc bà cùng ai. Đương nhiên, bà không được khiến đội mâm lễ. Chính sự cao tay của chồng khiến bà mang tiếng. Bởi theo lệ làng, bao giờ người vợ cả sẽ đi hỏi vợ lẽ cho chồng, trừ khi vợ cả mất sớm. Bằng việc cho bà ra rìa, khác nào chồng bà coi bà như người đã chết rồi, khiến dân làng bàn tán. Bây giờ hãy nghĩ lại, bà vẫn thấy căm hận trong lòng. Khi con bé chào đời, bà hợi như chút được gánh nặng bấy lâu, bởi nếu bà hai sinh được con trai, biết đâu cái trò phế trưởng lập thứ xuất hiện. Từ ngày chồng cưới thêm vợ, tiếng là ăn cùng mâm, nhưng bằng mặt, không bằng lòng. Thầy mình được giao tay hòm chìa khóa, bà nhiều lúc làm khó bà hai bằng những chiêu ngầm. Việc nấu ăn dù đã có kẻ ăn người ở trong nhà, bà hai vẫn phải vào bếp như mọi người, thậm chí có đêm phải thức khuya dã gạo. Cái gì làm quá cũng không tốt. Một lần đi dự chân tổ tôm về sớm, thấy người vợ trẻ bụng mang dạ trừa còn phải làm việc như con nở, ông cả hiền gọi lũ người nhà tập trung dưới sân rồi chơi bới thậm tệ để tạo rõ gia phong và giữ nếp nhà ông cấm bà vợ cả sai khiến bà vợ hai nhằm tránh hai bà vợ hục hạc nhau một ngôi nhà khang trang được xây ngay giữa vườn cứ người đó nhìn ra ao cá để cho bà hai sống cách xa bà cả trước khi bà hai ở cữ hầu như đêm nào ông cả hiền cũng ngủ lại ra nhà mới xây đó với người vợ đầu có bốn mặt con ông chẳng tỏ thái độ nhưng quyết không gần gũi Biết mình bị chồng khinh rẻ, bà hợi chỉ biết dồn tình thương cho cậu con trai. Bởi sau này, tòa ngang dãy dọc và kho báu sẽ do con trai quản lý. Của đáng tội bà hai dù trẻ tuổi, nhưng không vì được chồng bênh rồi làm mình làm mầy. Tuy thế, cảnh chung chồng khiến bà đâm khó chịu. Cô cử vinh mang tiếng của ba vợ, kỳ thức bà cả rồi bà hai khuất nẻo đường trần mới lấy thêm bà ba. Hiện giờ làm cụ tiên chỉ ở làng, vẫn sống một vợ một chồng, đâu có đổ đốn vợ lẽ con thêm như lão chồng của bà. Thấy tiếng chồng sai người dọn nhà, bà hợi đoán ngôi từ đường sắp đón khách, nên sai con bé người ở đun nước để ông pha trà. Ngồi chơi cùng con trai, ông cả hiền đời em mình là Lý Hòa ghé sang để bàn chuyện làm lễ mừng thọ tuổi 70 cho thân phụ. Tin tức về cụ tránh nhung như ngọn đèn trước gió khiến ông vui mừng, bởi chức tránh tổng chẳng ai xứng hơn khi người họ trần làm trách. Dù biết Lý Hòa tấp tỉnh nhóm ngó từ lâu, ông thoáng buồn khi được biết em trai trượt vào chuối ngay ở hàng huyện chưa cần lên tới hàng tỉnh. Chưa muốn nói khiến em trai thất vọng, ông cả hiền được thân phụ giải thích. Chính quyền bảo hộ và quan huyện chỉ chấp nhận tân tránh tổng là người có bằng cấp và đọc thông viết thạo tiếng Pháp. Khi hội đủ yếu tố đó, việc bỏ phiếu bầu sẽ được tổ chức sớm. Đích thân quan chủ tỉnh là người quyết định chọn người xứng đáng và vị trí được hưởng lương. Dẫu em trai lầu lầu tiếng Pháp, nhưng chỉ học xong sơ học yếu lược, và có bằng Certifica, bởi thế bằng nôm của ông nặng ký hơn nhiều. Hình dung ra cảnh mọi người gọi mình là cụ tránh hiển, ông thấy sự khoan khoái trong lòng. Nếu sàng nam ất dậu được làm tránh tổng, như vậy lễ mừng thọ cho thân phụ càng thêm vui. Riêng khoản gộp hai lễ là một, đương nhiên sẽ tiết kiệm được khối tiền. Lúc đó làng mật chẳng ai dám vượt mặt họ trần. Bước sang tuổi 45, được ngồi dự phần hàng tổng, đó chẳng qua nhờ thời vận đổi thay và do người Pháp quyết định giót cho em trai chén trà, ông cả hiền ôn tồn nói. Họ trần nhiều đời vinh hiển, ngạt nỗi từ thời cụ tổ hanh quận công đến nay, chưa vì nào sống để làm lễ mừng thọ tuổi 80. Gần đây nhất là ông nội, dẫu cụ sống tỏ hơn các đời cụ kỵ. Tuy vậy khi bước sang tuổi 78, đã cưỡi hạc về trời. thân thức chén trà nóng, Lý Hòa gật gù hiểu rõ thành ý của anh trai. Tiếng là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng khi bà cả lẫn bà hai của thân phụ mất đi, người làng còn chẳng phân biệt vì họ nghĩ là con của một bà sinh ra giờ đây thấy anh trai cưới bà nữa và có thêm một con gái lý hòa thầm ganh tị bởi con đàn cháu đống mới vui cờ vui nhà dù vợ đã sinh hạ được con trai với cương vị là lý trưởng làng mật lý hòa vẫn muốn lấy thêm vợ nữa cho xứng nói thường dễ hơn làm ngàn nỗi từ ngày bà tám chỉ còn đống xương khô ở làng chưa ai có đủ tài giỏi để làm bà mối chưa kể việc lấy vợ hai phải trẻ hơn vợ cả gọi là bỏ công làm cỗ. Sau khi cân nhắc mọi thứ, lễ mừng thọ được thống nhất dựng dạp tổ chức vào mùa xuân năm Ất Dậu 1945. Phần lễ sẽ có màn chúc thọ của con cháu họ Trần, sự góp mặt của quan huyện cho thêm phần long trọng. Biết thân phụ vốn là người lệ cổ, ông cả hiền thống nhất cùng em trai sẽ mời ca nương trên tỉnh về hát cho thêm phần sang trọng. Để thiên hạ bớt lời ra tiếng vào, một trăm mâm cỗ đủ cho khắp lượt nhà nào trong làng cũng có người được dự phần ăn cỗ. Giống như mấy lễ khao vọng, tùy vào thứ bậc để xếp chỗ cho cùng mâm đồng hạng, những bậc chức sắc cả đương lẫn cựu sẽ ăn cỗ ở ngôi từ đường. Mâm sang nhất dành tiếp quan phụ mẫu, sau đó lần lượt theo thứ bậc để ngồi. Con cháu trong họ cùng dân làng sẽ ăn cỗ bên nhà tân phụ. Việc chia ra như vậy nhằm tránh cá mẻ một lứa. Khi mọi việc bàn bạc xong xuôi, đến khoản hạch toán chi phí để cân đối, Ông cả hiền nhắc thấy thân phụ cầm chiếc quạt mo cao che đầu liền chạy ra đón. Không giống em trai là lý trưởng xính ngoại, biết thân phụ thậm ghét cái đồng hồ phú lang xa nên hiếm khi sang nhà Lý Hòa. Ông tạo một chiếc nhưng treo dưới nhà ngang để khỏi xốn mắt đấng sinh thành. Chẳng mấy khi được ngày thành thơi, cụ cư vích nhầm tính. Vậy là biến động cả thiên tai lẫn nhân tai năm cũ đã qua đi. Bước vào năm giáp thân 1944, mọi việc đều thuận lợi. Nhờ mưa thuận gió hòa nên dân làng thấy dễ thở hơn trước. Cô sinh vào mùa thu năm Ất Hợi 1875. Sau mùa thu năm mất Dậu 1945, đúng tròn 70 tuổi. Nói theo cổ nhân là thất thập cổ Lai Hy. Tuy nhiên do hai người con trai muốn tổ chức lễ mừng thọ đầu năm cho mát mẻ, cổ tạc lưỡi chấp thuận vì muốn mọi người cùng vui. Lãnh ngồi tiên chỉ làng mật, xét ra, cụ hội đủ dấu ấn thiên tước, tức tuổi trời ban, lẫn dấu ấn vương tước, tức hàm thất phẩm của triều đình. Điều khiến cụ mong mỏi bấy lâu không phải lễ mừng thọ. Nếu một trong hai người con trai được làm tránh tổng, họ trần như vậy nối đời vinh hiển. Sau nhiều lần qua lại từ huyện đến tỉnh, cụ đành tiến cử cả hiền bởi lý hòa dù sông sáo, nhưng ngạt nỗi không đáp ứng nổi tiêu chuẩn, sẽ khiến quan đầu tình chẳng duyệt. Viễn cảnh con lớn làm tránh tổng, con thứ làm lý trường khiến cụ thấy khỏe ra, Hiện nay, cả hiền đông con lại sống cùng bà cả bà hai, chỉ cần nghiêm mặt ra oai sẽ khiến nhiều kẻ chẳng dám khinh nhờn. Dẫu ghét lũ giặc vũ lang xa cướp nước và chuyên quyền vượt mặt triều đình, cô vẫn thầm công nhận một điều, chính nhờ vậy nên cả hiền dễ được làm tránh tổng hơn lệ xưa cũ. Gần trưa, khi thấy thân phụ gật đầu ưng thuận việc tổ chức lễ mừng thọ kết hợp cả lối xưa lẫn lối này, ông cả hiền nhấc hũ rượu nếp đục trên bàn thờ xuống rồi háng giọng ra lệnh cho người ở dọn cơm đợi con bé người ở bưng mâm đặt lên mặt sập gụ ông cả hiền xoa tay lễ phép nói chả mấy khi thầy cùng chú lý hòa rảnh rỗi hôm nay con làm vài món để chúng con hầu rượu thầy người xưa hay nói qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai việc châu chết nhà cháy đã thành chuyện xưa cũ hôm nay nhìn thấy hậu vận họ trần như có đám mây ngũ sắc bao phủ cụ cử vinh vui vẻ ngồi uống rượu và thưởng thức những món truyền thống chỉ có điều thiếu món gỏi cá đâm kém sang Giá kề biết cả hiền có lòng, cô đã nhắc bà vợ ba làm gọi cá bưng sang, sẽ thập toàn viên mãn. Lúc trời quá ngọ, cô cờ vinh chuẩn bị quay về nhà ngả lưng cho đỡ mỏi. Từ bên ngoài tay mõ chạy vào do có việc cần. Sau khi vái chào mọi người, y vội thông báo. Bầm cụ và hai ông, bên làng hòe cử người sang báo. Cụ tránh nhung đã cưới hạ quy tiên. Trời còn tờ mơ sáng, bà bàng đã thức giấc để bắt đầu một ngày công quả. Trong lúc sư cụ đang gọi mõ tụng kinh, bà đổ nước ngâm gạo nếp để chút nước đổ sôi và đóng hoàn. Dù việc quét dọn đã có sư bác thực hiện, bà vẫn cầm chổi quét dọn nhằm đỡ việc cho nhà chùa. Tự biết mình đôi tay chẳng còn như xưa, bà lựa những việc phù hợp do chẳng muốn làm gánh nặng của mọi người. Lời hứa của sư thiền tâm đưa bà về làng mật không chắc thực hiện sớm. Bà hiểu rõ sự có mặt của mình khác nào tờ sớ vạch tội người anh nhẫn tâm hại em gái thân tàn ma dại. Dẫu anh trai hiện là cụ tiên chỉ làng mật, trong mắt bà đó là cái máu lạnh không hơn căm hận là vậy bà tiếc một điều hiện nay thân cô thấy cô lại thấp cổ bé họng nên nói chẳng ai thèm nghe sống trong ngôi chùa nằm cạnh hồ tây bà thường dậy sớm để hưởng không khí trong lành đường phố hà nội dù chưa đi hết mỗi lần theo sư bác đi chợ bà hay nghĩ đến việc có ngày sẽ làm thúng xôi, đi bán rong hoặc tìm chỗ đông người qua lại rồi bán bún ốc hay bún rêu cua đôi tay tật nguyền chẳng làm việc nặng mấy việc nhẹ không làm khó được thời gian trôi qua bà càng thấy hận lão cửa vinh ra tay tàn độc bởi người xưa đã nói giàu hai con mắt khó hai bàn tay chẳng thấy chồng con tới gặp mặt bà đoán sư tiền tâm bận việc nên quên truyền lời dù sao người xuất gia không quen nói dối nên bà tin sư đã hứa sẽ làm khi mọi việc trong chùa đã ổn bà bằng ghé vai gánh hai thúng rau muống đi bán đây là rau sơ mới được sư bác trèo thuyền hái lúc sớm không giống như chợ làng dưới quê người hà nội đi chợ sớm mua rau và thịt cá tranh thủ thời gian đó các bản nội chợ sẽ mua sản vật vào mùa nào thức đó ở khu chợ ngay đầu phố nhỏ nhiều hàng bún hàng phở gánh phục vụ các bà các mợ đi chợ tất cả sẽ tản vào con ngõ nhỏ nếu thấy người sợ cầm đạp xe đi tuần hay thổi còi nhắc nhở chính nhờ hơn một năm nương nhờ trong chùa bà bạn thấy việc kiếm sống ở hà nội dù vất vả nhưng so với làm ruộng còn nhàn hơn chán vạn ở đây là trốn phồn hoa đô hội. Tuy vậy, luật lệ khá nghiêm. Tội đáy bậy còn bị xử phạt, huống chi đánh nhau làm điều phạm pháp. Người hàng phố lịch thiệp và nhã nhặn. Bà thấy họ giỏi tiếng Pháp nhưng thảo cả chữ nho. Những kẻ ba láp thường ngồi góc vì hè góc chuyện. Chẳng như làng mật, giặt lũ bóp nặn dân đen thấp cổ bé họng. Rau sơ mới tươi ngon, chưa đến 9 giờ sáng đã hết hàng. Trên đường quay về chùa, thấy hàng bánh đúc nóng, bà bàng hạ đôi quang gánh gọi một bát để ăn vì nhớ hương vị quê nhà. Người bán hàng khéo chế biến, nhìn bắt bánh đúc ăn một lại muốn ăn hai. Bà bàng suy tính lại việc mở hàng ăn, bởi thực khách đa phần là người sành miệng, nếu tính sai, khéo ăn uống thay cơm vẫn chẳng hết. Sống nơi kẻ chợ, việc ai nấy làm, bà ăn quà sáng chẳng lo người khác để ý. Rõ ràng nếp sống khác xa nơi chôn nhau cắt rốn, ở đầu chợ có bà Chiêu Hường chuyên bán vàng mã. Bà hỏi ra vì ngày trước những ai có cha làm quan, dân hàng phố quen gọi con cái các vị là cậu ấm cô Chiêu. Sau này, dù đã có tuổi, người ta đổi thành bà Chiêu như khẳng định vị thế. Không rõ thân phụ bà Chiêu Hường làm tới chức gì, nhớ lại thân phụ mình từng đỗ phó bảng rồi làm quan tuần phủ. Sau chuyển làm quan đốc học cho đến khi về hưu với hàm tòng tam phẩm. Ngồi ăn sáng nhìn bà Chiêu Hường, bà bằng bật cười so sánh, nếu sống ở đây từ trước, khéo bà được mọi người gọi là bà chiêu bàng không chừng. Vừa bước chân vào cổng chùa, đôi quang gánh trên vai bà bàng rơi xuống đất. Bà mừng có bật khóc khi thấy con gái đang ngồi hầu chuyện sư cụ. Bao lâu nay, mong con nhớ chồng, giờ được đoàn tụ, khiến bà như thấy mùa xuân đến sớm. Biết hôm nay chùa có khóa lễ, tạm gạt chuyện làng qua một bên. Bà bàng hối con gái phụ mình đổ xôi đóng ngoạn, với bà, ngôi chùa như ngôi nhà thứ hai chẳng nơi nào thay thế. Khóa lễ kết thúc. Sư cụ sau khi dùng bữa cơm chay cùng các Phật tử đã lui về trai phòng nghỉ ngơi. Bà bạn cùng con gái ra ngồi ngay sát hồ Tây nói chuyện và hóng gió. Ở đây chẳng cần tốn sức quạt vì gió thổi còn mát hơn cả khi đứng giữa cánh đồng làng. Sau nhiều tháng hỏi thăm và trốn sự truy đuổi, Liễu ngồi kể lại từng chuyện xảy ra của gia đình. Khi biết U bị bắt lên màn ngược, còn thầy đôn đáo đi tìm. Chẳng cần hỏi ý kiến ai, cô đã bí mật hại chết hai con trâu của nhà bác ruột là ông Cử Vinh. Tiện thể, cô hại chết luôn con trâu mộng nhà người anh họ là Cả Hiển. Chứng kiến thầy của mình bị họ trần ngấp lửa bỏ tay người bằng cách chôn thuốc viện cùng những tờ truyền đơn của hội kín. Liễu quyết ăn đồng thu đủ khi phóng hỏa đốt ngôi từ đường nhà Cả Hiển. Nghe con gái kể đến đâu, bà bàng tê tái đến đó, Đúng là chồng bà mang trứng trọi đá nên bị tống vào xà lim, còn ngày về không rõ. Đau lòng khi gia đình bỗng chốc tan đàn xẻ nghé, bà ngậm ngùi nói. Khi con phóng hỏa đốt ngôi từ đường, nhà mình đã hết đường quay về làng, trừ khi họ Trần gặp tai ương. Con hận đã không thiêu dụi tất cả những ngôi nhà của đám họ Trần, giờ về làng toàn đũ ma độ đốt người, con trả thiết. Không biết chồng bị giam và xét xử ở đâu, bà bàng khuyên con gái tạm thời cùng mình ở lại Hà Nội. Bà không tin việc lần hồi rau cháo nuôi nhau ở đây vất vả hơn quê nhà. Sự làm lũ thiếu thốn chỉ là tạm thời, những kẻ gây ra thảm cảnh chẳng thể nắm tay từ sáng đến tối. Bà mong được sống đến ngày họ Trần phải trả giá về những việc đã làm. Hai u con gặp nhau ở nơi cách làng mật ba chục cây số, dù khoảng cách không quá dài nhưng đủ an toàn. Bà bằng hiểu rõ, ở nơi người Pháp cai quản, mấy lão tiên chỉ hay lý trưởng chẳng dám một tay che cả bầu trời kể cho con gái dự định mở quán bán bún riêu hoặc làm thúng xôi đi dòng bà bằng khẳng định buôn bán nhỉ nhằng như vậy nhưng buôn thất nghiệp lãi quan viên khi thấy liễu có vẻ xôi xôi bà vút mái tóc đã được cắt ngắn nhằm thay hình đổi dạng của con gái rồi an ủi trai làng mật đa phần là rũ nát rượu và nhiễm thói gia trưởng con sống ở đây rồi lấy chồng thuộc giới cẩn lao như vậy tốt hơn chán bạn vâng con nghe u dù sao đám tuần đinh đang học lên như chó dại để truy tìm Nói thật lòng con phát hãi với họ Trần nhà U Giờ U thành họ Lý rồi Dù đã nửa đêm Bà Bàng vẫn chưa thể ngủ Bà biết chồng bị tống ra mở sàn lim của tỉnh Việc thăm nuôi vẫn phải có tiền Và đi lại mất công Chẳng thể nói xuông những lời đạo lý Bà thấy trước mắt lo bán hàng Nhặt nhạnh từng đồng Khi có tiền sẽ mua đồ thăm nuôi Rồi xin sở cầm được gặp chồng Khó khăn còn nhiều Việc được sống cùng con gái giúp bà bớt nỗi cô đơn Tuy vậy, muốn chuyên tâm làm ăn, hai mẹ con chẳng thể tá túc trong chùa được nữa. Chẳng rõ năm tới sẽ ra sao, bà thấy lặng mật dần động lại trong ký ức. Khi nào đám kỳ hào lý mục họ trần thất thế, mai ra hai mẹ con được quay về sống như mọi người. Tiếc căn nhà lá đơn sơ, tiếc mấy mẫu ruộng được mua bằng số hồi môn mang về nhà chồng. Dù hai tay đã tàn phế, chẳng thể cấy hái được. Với bà, những mẫu ruộng vẫn là tài sản đáng giá, không quét sân chùa như mọi ngày mà bà bàng dặn con gái ở lại phụ giúp sư bác còn mình đi có việc bà quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới dù vô vàn khó khăn chắn ngang trước mặt đi bộ từ hồ tây đến tận hồ gươm gần trưa bà có mặt tại phố hàng bạc khi bước vào cửa hiệu có bốn chữ hán đắp nổi nghĩa là kim ngân bối ra bà bàng xin gặp ông chủ có việc cần ngay lập tức người giúp việc mời bà ngồi ăn bánh uống trà để mình lên gác báo tin Cuộc trao đổi với ông chủ tiệm Kim Ngân kéo dài hơn dự kiến. Lúc bà bằng ra về, không còn phải đi bộ. Đích thân ông chủ gọi xe tay chở bà quay lại ngôi chùa nằm bên bờ hồ Tây. Đợi khi màn đêm buông xuống, bà bằng đốt một ngọn nến để soi sáng tấm phản hai mẹ con nằm ngủ. Đặt túi vải trước mặt, bà thong thả lấy và bút từng tờ bạc đông dương. Mặc dù tờ nào cũng mới như vừa chuyển từ nhà in tiền ra vậy. Số tiền tuy không quá nhiều, nó thừa đủ để mua một căn nhà nhỏ rồi mở hàng bún riêu làm kế sinh nhai. Trước sự ngạc nhiên của con gái, bà Bang bất ngờ tiết lộ. Đây là khoản tiền ứng trước của ông chủ tiệm Kim Ngân Bối Gia. Khi lâm vào cảnh đường cùng, bà quyết định bán kho báu họ Trần cho người họ bối. Chẳng tin nổi những gì xảy ra trước mắt cùng lời giải thích, liễu kinh ngạc thốt lên. Nhưng U đâu có biết cách tìm kho báu, chẳng lẽ U lừa họ rồi bán khống? Bà Bang tỏ vẻ phật ý nhưng vẫn kiên nhẫn cho biết. U đâu cần phải đi tìm kho báu, Họ bối tự khắc sẽ lo việc đó. Đã một tháng, kể từ ngày nhận tiền của họ nhà bối, nói theo cách của mấy bà nông dân làng mật là bán lúa non, mà bà bàng chạy đôn chạy đáo tìm mua nhà. Khổ nỗi gặp được ngôi nhà tốt lại không phải chỗ buôn bán, ngược lại gần nơi buôn bán nhưng quá phức tạp bởi đám du thủ du thực hay quá gần nhà xăm nên sẽ ảnh hưởng đến con gái. Hồi đầu khi chưa có tiền, bà mong Liễu Yên bể ra thất với một người trong giới cần lao. Hiện nay khi tìm mua nhà, Bà mong con lấy chồng là thầy thông thầy ký cho bỏ công má phấn môi son. Thời gian chẳng chờ ai, sau khi hứa hậu tạ một món tiền nếu tìm được ngôi nhà ưng ý, bà được ông ấm san dẫn đến nhà người cháu cần bán nhà để xuống phòng cho gần vợ con. Thấy con gái tần ngần trước ngôi nhà lá ẩm mốc ngay gần chợ, con đường dù nắng hay mưa luôn bẩn thỉu bày đủ thứ người ta ném ra. Nếu trời mưa sẽ ngập đến bắp chân, trời nắng bùn khô sẽ bốc lên đồ thứ mùi kinh khủng, mà bà chép miệng giải thích các cụ đã nói nhất cận thị nhị cận giang mình mua ngôi nhà này gần chợ lại gần sông lo gì không kiếm được vâng tùy u còn tên hạp cũng xong văn tự bán nhà được điểm chỉ có sự chứng thực đàng hoàng bà bằng ngỡ như trong mơ vậy là hai mẹ con thoát cảnh sống nhờ tại chùa sở dĩ bà chọn nơi đây là có nguyên do đám phu kéo xe hay dừng chân dân buôn trên mặt ngược thường qua lại mọi người chen chúc nhau ở hàng cơm đầu ghế ngay chỗ vườn hoa vào buổi trưa và buổi tối với khao khát mở hàng bún riêu, bà quyết định quay sang bán cơm vì thấy kiếm tiền dễ hơn. Dẫu sao có ăn cư mới lạc nghiệp, mua cái xác nhà rách này bà còn phải thuê người dỡ đi rồi xây nhà gạch cho tiện nghi. Chẳng cần đến mấy ông họa sư hay kiến trúc, bà tính xây một tầng lợp ngói nhưng phân thành hai khu riêng biệt, nơi mà tiền tiếp giáp bến xe và vườn hoa sẽ mở hàng cơm. Qua gian đầu sẽ là khoảng sân để giờ bát đũa rồi đến phòng ở của hai u con như vậy đảm bảo sự riêng tư lại không bị ồn nào khi lui vào nghỉ ngơi. Nghĩ sao làm vậy? Không giống như ở quê, đám thợ thường hay bắt bí. Ở đây, bà được giới thiệu đến ông cai tính. Sở dĩ dân hàng phố gọi vậy chẳng phải ông tính đi lính khố xanh hay khố đỏ để làm chức cai hay đội. Nguyên do, ông này cai thầu mọi việc xây dựng. Chỉ cần có tiền và yêu cầu, mọi việc còn lại sẽ chạy băng băng như tàu hỏa chạy tuyến Long Biên Hải Phòng vậy. Trong thời gian những người thợ xây dựng, hai mẹ con xin ở nhờ trong chùa thêm một thời gian. Bà bằng tranh thủ đi hỏi một ông thầy cãi về thủ tục thăm nuôi cho chồng. Với khoản tiền nhận từ nhà họ bối, dù ngậm ngùi vì chẳng thuê nổi thầy cãi, đều duy nhất khiến bà yên tâm, tội của chồng không đến mức bị cho đầu vào mái chém. Khi đứng trước ngôi nhà vừa xây với mái ngói đỏ tươi, bà bằng không tin vào mắt mình bởi giấc mơ đã thành sự thật. Ở Hà Nội thứ gì cũng sẵn, chỉ cần có tiền là mua được mọi thứ mình cần trong nửa ngày đợi xe bò chờ bộ bàn ghế cùng những ghế dài dừng trước cửa bà bàng hối người đánh xe kê dọn theo ý mình chẳng cần ai mách nước bà thuê người thợ gần chùa hoè nhai vẽ cho tấm biển có vẽ mấy món năn và chữ cơm bà bàng bằng chữ quốc ngữ và chữ nhỏ với những người phu phen mù chữ họ chỉ cần nhìn thấy hàng cơm là ghé vào bà muốn làm biển do thích dòng chữ kim ngân mối ra đắp nổi trên phố cổ lần trước để có được một số tiền đủ mua cái nhà rách rồi dỡ đi xây lại bà chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế kho báu của họ Trần và ủy quyền cho ông chủ tiệm Kim Ngân là bối tử văn đứng tên khởi kiện anh trai mình. Người ta nói con gái lấy chồng như bắt nước hắt đi, nhưng theo ông bối tử văn, bà vẫn khởi kiện theo hai lý do. Thứ nhất, ông Trần Mạnh Vinh, tức cờ Vinh không có quyền thay tên đổi họ của bà. Việc này chỉ được thực hiện bởi ý chí của Nguyên Đơn. Kho báu nhà họ Trần nếu có, nó thuộc về đồng thừa kế, bất luận là trai hay gái. Bà cũng bị đơn là Trần Mạnh Vinh sẽ được phần ngang nhau nếu tìm thấy. Việc này ông Vinh muốn giữ riêng, quyết không được. Chẳng dành về luật pháp, bà Bang chỉ nhớ đại ý, nếu việc mang ra tòa, phép vua hay lệ làng chẳng có giá trị bởi nhà nước bảo hộ sẽ cầm cân nảy mực. Dù chẳng biết mọi việc có ra môn ra khoai hay không, lúc ngồi ăn tối với con gái, bà Bang quả quyết. Ca cổ đã nói, vô phúc đáo tụng đình. Nhà họ Trần chỉ vác cháp đi hầu kiện cũng đủ tướt bơ. Nhớ họ không xuất hiện thì sao? U mừng quá sớm, Bà bằng lườm con gái rồi giải thích. Dẫu làm tiên chỉ xó lành, nhưng có chát hầu tòa không được vắng mặt. Nếu không sẽ bị sự thua kiện. Khi đó đương nhiên, bà có quyền nhờ họ bối truy tìm kho báu dù họ Trần có muốn hay không. Xét về hàng thừa kế thứ nhất, sau khi thân phụ là quan đốc học qua đời, hiện nay chỉ có bà cùng lão tử Vinh, nên đám cháu chắt không có cửa lạm bàn. Tự tin bởi ông bối tử văn thuê những thầy cãi giỏi, lại am tường trốn pháp đình. Bà nhắc con gái ăn nhiều cho khỏe rồi khẳng định khôn ngoan đến cửa quan sẽ biết to mồm nơi gió làng chỉ dọa đám dân đen đến cửa quan vi thiền nén bạc sẽ đâm toạc tờ giấy nhưng ra trốn pháp đình không ngủ xoẹ được chọn ngày 16 để bắt đầu bán hàng bà bạn không làm được việc nặng nên đảm trách phần chế biến việc đơm cơm và thức ăn do con gái đảm trách bởi lúc đông khách phải tay năm tay 10 mới phục vụ kịp ơn rời sau một tuần bán hàng dù hôm nào cũng mệt lử nhưng tiền lãi nhìn thấy ngay chẳng giống như làm ruộng nhiều khi lúa sắp gạt đến nơi gặp trận bão coi như mất trắng để xứng đáng với số tiền nhận được bà bàng vẫn thu xếp để gặp thầy cãi do ông bối tử văn cử đến hỏi chi tiết mọi việc thậm chí với đôi tay bị tàn phế bà kể ngọn ngành mọi chuyện cho đám ký giả chuyên viết phóng sự bởi ông chủ họ bối thân quen với nhiều chủ báo nên muốn mọi chuyện phải ở mỹ nhằm thu hút công luận không dám kể lại việc sư thiện tâm lên màn ngược cứu mình như vậy sẽ lộ ra án mạng nơi bìa rừng bà bằng mạnh dạn tố cáo anh trai gấp lửa bỏ tay người khi lén sai tuần đinh trôn thuốc viện và truyền đơn vào vườn nhà dù chẳng tường tận mọi chuyện bà vẫn muốn đòi công bằng cho chồng và đẩy tiếng ác sang nhà họ trần sóng gió chưa thấy độc bởi dân làng mật chẳng có ai mua và đọc báo bà biết việc gì tay nhau sẽ tạo cơn sóng ngầm khiến cho con lão cử vinh tối tam mặt mũi báo chí vốn đói tin nên quán cơm của bà luôn đông đám ký giả họ phỏng vấn rồi chụp hình cùng một câu chuyện nhưng họ khai thác và đặt tượng khác nhau vốn được thân phụ choan học cẩn thận bà bàng nhận báo biếu đọc không sót bài nào có tờ khai thác câu chuyện theo cách kể về hai người con của quan đốc học có ký giả lại giật tít về thâm cung bí sử họ trần ngược lại có người đặt tên ngắn là chuyện làng mật vốn dĩ không có lửa sẽ chẳng có khói bà bàng vừa bán cơm vừa thêm mồi lửa hận thù cho đám ký giả viết câu chuyện vốn dĩ kể vài canh giờ là xong giờ như một đầu bếp thực thụ bà thêm mắm dặm muối để chuyện đỡ nhạt. Chính nhờ việc nhiều người đọc báo rồi hiếu kỳ mò đến mục sở thị số phận long đong của con quan đốc học, quán cơm bà bàng chẳng lúc nào vắng khách. Hồi đầu chưa do ông bối tử văn dùng cách gì để tìm khó báo. Giờ đây, khi thấy các bài báo nhan nhản tin tức, bà thán phục chiêu ném đá dò đường của họ bối, khiến họ trần chẳng thể bưng bít nổi. Khi đã thấy mình khoáng tráo đủ rồi, bà bàng biết chọn báo để trả lời phỏng vấn, Thậm chí họ phải mất tiền để có được ảnh chụp và những câu chuyện bài phần hư chỉ có ba phần thực của bà. Riêng truyền về kho báu, đúng theo lời dặn của ông chủ họ bối. Bà tuyệt nhiên không hé răng cho đến lúc hầu tòa để báo chí phải chạy theo. Sự việc nhà họ Trần hàng ngày được phơi bày trên mặt báo, bà bằng cảm phục sự nhìn xa trong giọng của ông bối tử văn. Hóa ra đâu cần thành tạo thập bát ban võ nghệ hay tuyệt kỹ nhuyễn tiêu. Họ bối dùng báo chí là chiêu lợi hại nhất, lại còn khiến đối phương chẳng cách gì chống đỡ bán hàng được 3 tháng, quán cơm bà bàng được nhiều người biết đến, nhờ vậy thu nhập của hai mẹ con hơn cả làm ruộng. Sau nhiều lần ngầm gỡ thầy cãi của ông chủ họ bối cờ đến, bà bàng nuôi hy vọng sẽ gom tiền gỡ tội cho chồng. Đó là tất cả những gì bà có thể làm được. Buổi tối khi quán đã hết khách, trong lúc bà bàng đang lúi húi thu dọn, bất ngờ từ bên ngoài có một vị khách bước vào. Khi bốn mắt nhìn nhau, vị khách chắp tay nói nhỏ. A-di-đà-phật Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Linh Sơn Cổ Tự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.